Cái mời xuống có ông ngồi giữa hư không này hả, ông nói thầy cho tôi biết hai người, một người lớn tuổi và người nhỏ tuổi, thầy muốn cứu ai? Nếu mình đâu có biết thì mình chưa trình diễn ai mình biết thì theo luật thì nhỏ thì không quan trọng, nếu mà trong chùa mà là người lớn thì người đó có giá trị hơn, tôi được sinh động lớn đó. Thì ông nếu này vậy thì tôi chấp nhận. Thì nói ra cái lúc mới hiện ra là ông Mười Liễn và con ổng ha, thì lúc đó thầy chấp nhận người này hay là người này. Tôi nói thì người lớn tuổi thì quý hơn, còn nhỏ thì thôi, đeo đạo thì nếu chết hai người một thổ chung đó, thì kết quả thì mới nói vậy chứ. Mà sáng 5 giờ sáng thầy ghé ông hai ông ba đây là cũng như huynh đệ trưởng á, thì nói là 5 giờ sáng tới, trời ơi cổ cửa trời sao tối ngủ mà thấy kỳ quá. Tự nhiên thấy ông Mười Liễn với con ổng mà ở dưới mời lên nói vậy, ai chết là quyết định phụ mười mời rồi giọng biết sao nè, để cái quyết định là để cho người sống. Mình vừa quyết định trong làm việc mình tính tỉnh dậy là chạy ra khỏi liền á, là 5 giờ sáng á nó, thì chuyện thì công phu rồi gục đó nó công phu sáng á rồi này cái ông bà hai ba, trời ơi như vậy là con làm như vậy chết rồi, như vậy là hai cha con bây giờ phải điện sớm coi hai cha con phải đúng nhau, nếu đúng thôi như vậy là con có xuống làm phụ thiệt. Thì vừa nói xong nè, ở trảnh điện về là con có ông Mười Liễn chết, ông chuẩn bị chuyển về mình giật mình mà đây chưa có báo nữa. Mấy ông thầy nói trời đất ơi, vừa đi ngang qua thì thấy cô Sáu Châu kéo bên, ủa tôi mới chết hai bữa đây mà sao bà ở đây, cho nên cô này cô của tôi biết ở đâu không. Ngay cái trại xe lửa, cái đồn quân cảnh, cái chỗ mà cái tiệm chụp hình mới bây giờ đó. Bây giờ bán hồi trước là hình như bán quan tài hòm, bán hòm thì đối diện cái cao đài nó qua đó, bắt đầu đó chúng như mình lên một cái chỗ đóng đúng tâm linh luôn hả? Đúng ngay đó. Trời ơi, té ra những trại hòm là đường xuống hầm hủ. Trời ơi, nó mới kìa trời ơi. Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Nắng quá trói cái mặt luôn cả nhà. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Long An. Thì khi mà tìm hiểu về một cái gia tộc gọi là khá giàu có luôn, gọi là hội đồng hay là chủ ngày xưa đó, quy một mảnh đất khá là rộng lớn, gần 1.000 mẫu. Và khi mình tìm hiểu thì mình biết được nơi đây có một ngôi chùa khá là nhỏ và gần như ít ai biết tới luôn. Tính ra cái về lịch sử của ngôi chùa này là cũng đã gần khoảng hơn 100 năm. Ở đây là chùa Tấn Phước, thuộc cái khu vực gọi là ở Long An, cái chỗ nào thì mình về cái xã chỗ nào thì mình không nhớ, nhưng mà khi vào cái ngôi chùa này mình nghe một câu chuyện rất hay. Thì ở đây là cái cảnh vật trước khi mình vào ngôi chùa Tấn Phước, Tấn Phước tự, cái này là năm cái ngôi chùa này là xây gọi là Kỷ Mùi Hiền năm 1919. Ngôi chùa này thực ra khá là nhỏ và khá là lâu rồi, được biết là cái tên này cũng liên quan tới cái thời triều Nguyễn ngày xưa, nên là cái tên là cũng hay kêu gọi là nó sửa rất là nhiều lần để tránh tên hí của nhà vua ngày xưa. Và được biết cái người thành lập ngôi chùa này là một cái bà hội đồng tên là Hội đồng Nga. Và để biết câu chuyện thật hư như thế nào, cái mà điều đặc biệt hơn đó là cái vị sư này có thể là đã từng nằm mộng và có nhiều cái linh ứng về dưới địa ngục và kể cả đến cái nơi đất Phật luôn cả nhà, mình thấy khá là hay. Thì không biết là cái sự thật hư như thế nào. Đây là cái ngôi mộ của một cái cụ bà gọi là bà Hội đồng Nga ngày xưa thành lập ra ngôi chùa. Mình cũng tới khu mộ của bà một xíu luôn để quay cho quý vị biết. Thì mình nghe cụ cái vị thầy nói là cái cụ này là ngày xưa là hội đồng họ Trần, qua rất nhiều đời từ họ Hà, họ Lê, Trần rồi sau này tới họ Lê đó. Thì đây là cái ngôi chùa của cái vị này thành lập nhé. Chùa thì cũng tính ra cái độ tuổi cũng hơn trăm năm, năm 1919. Ở đây là cái khu mộ của bà. Tìm cái vị thầy đó để kể rõ hơn cái chuyện mà xuống địa ngục như thế nào. Chùa này có lẽ là đã từng trùng tu sao, đã xây dựng lại một ít cơ nha. Đây là cái bức tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, một vị Phật dưới địa ngục, dưới cõi âm cơ nha. Khi vào thì nghe tiếng kinh văng vẳng từ xa, cũng khá là đơn giản mà chùa này ít ai biết lắm nha. Rất là ít ai biết, tuy là lâu năm nhưng mà rất là ít người biết chùa này. Mình xin vào một chút xíu để quay phía trong cái phần chánh điện và nhanh chóng kịp gặp quý vị sư thầy nơi đây để cho mình hỏi cho mọi người biết về câu chuyện nó rõ ràng hơn.
ra đó. Hồi trước đó là ông Mười Liễn nó cũng là giai ông, ông cũng về đây có với đứa con là đứa đệ tử thằng Phước á. Dạ. Thì Phước thì nhỏ, ông thì lớn. Cái bữa đó cũng bán cà đó, bữa đó thằng ngủ tụng kinh ra bảy giờ cái này gục ngay cái cổng cái trống bên đây nè. Dạ. Cái mời xuống con ông hồi giữa hư không này hả, ông nói thầy cho tôi biết hai người, một người lớn tuổi và người nhỏ tuổi, thầy muốn cứu ai? Mình đâu có biết, mình chưa trình diễn ai mình biết thôi. Thì theo luật thì nhỏ thì không quan trọng, nếu mà trong chùa mà là người lớn thì người đó có giá trị hơn, tôi được xin ông lớn. Yeah. Đó. Thì ông nếu tài vậy thì tôi được chấp nhận. Thì nói người tôi lúc mới hiện ra là ông Mười Liễn và con ổng. Thì lúc đó thầy chấp nhận người này hay là người này. Tôi nói thì người lớn tuổi thì quý hơn, còn nhỏ thì thôi, đeo đạo thì nếu chết hai người mà một thổ chung thì kết quả thì mới nói vậy chứ. Mà sáng 5 giờ sáng thầy ghé ông hai ông ba đây là cũng như huynh đệ trưởng á, thì nói là 5 giờ sáng tới, trời ơi cổ nó trời sao tối ngủ mà thấy kỳ quá, tự nhiên thấy ông Mười Liễn với đứa con ổng mà ở dưới mời nói vậy ai chết. Là quyết định mười mời rồi giọng biết sao nè, là cái quyết định là để cho người sống. Mình vừa quyết định trong làm việc mình tỉnh dậy là chạy ra khỏi liền á, là 5 giờ sáng á, thì chữ công phu rồi gục đó, nó công phu sáng á, rồi này cái ông bà hàng ba trời ơi như vậy là con làm như vậy chết rồi, như vậy là hai cha con bây giờ phải điện sớm coi hai cha con phải đúng đâu, nếu đúng thôi như vậy là con có xuống làm phụ thiệt. Thì vừa nói xong nữa tỉnh điện vậy là con có ông Mười Liễn chết, ông chuẩn bị chuẩn về mình giật mình mà đây chưa có báo nữa, mấy ông thầy nói trời đất ơi, nói là trước sau nửa tiếng là theo, như vậy là nó về là cái giấc mơ của con là hoàn toàn trúng, là mới có nửa tiếng xảy ra là khi giấc mơ đó là giấc mơ là ở trên điện về rồi là đã chết rồi, sống bình thường bữa trước bình thường có gì đâu, tại mình thấy cái đó là có thật. Với lần thứ hai nữa là tôi cứ xuống dưới cái con sáu châu á, bà con bả mù xuống dưới rồi bả mù hai bên đi, chứ tự nhiên mà bị mình máy mình giờ ra cái cổng mình dướng mình té mình thể hiện dưới cổng hai tay hai chân dẫn vô cái ông ở trên nó ngồi, ủa sao 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 cộng tay cái nhổng nhảy xuống không tháo cẳng đó rồi qua nay thầy có thả ai không, nó giờ được thật sự bữa cách đây hai bữa có ngủ mơ thấy có hai ông mặt trần trụng bự con mà mặt trời lỏng đen chạy qua, thì thầy lính rượt tôi quá thầy cho tôi núp, thì tụi nó thôi chạy nhảy vô bụi bên này, thì chỉ rồi bụi rồi mọi chuyện chừng đích tắc chừng 5 phút thì có một nhóm sao chạy tới, thầy có thấy hai người mặt xài lõn ở trần mà bụi con chạy đi thẳng luôn đó, thì cái hai người nhảy ra nó cảm ơn thầy tôi đi về, tôi nói về làm ăn đàng hoàng đường ấy, thì tự nhiên hai người xẹt hai luồng khối đen về hướng chùa luôn, biến mất luôn cái rồi chạy cảm ơn thầy chạy mất. Rồi cái lát cái nhóc cái nhóm mà được chạy lên có cảm ơn thầy không thấy về đó, thầy tỉnh lại cũng nói hai ông kia nói trời ơi vậy ông nói như vậy con coi chừng bị mời xuống dưới mai thiệt, mời về thiệt. Là cách bao nhiêu ngày mà là thì trong vòng hai ngày thôi, hai ngày là bị mời liền á. Dạ. Rồi cái xuống dưới thì mình bị mời rồi cái hỏi tại sao mà thầy đó thì ông tháo hai cẳng hai tay mà tại sao thầy thả người của tôi, nó tôi có biết thờ ở dưới người là ai biết đâu, tôi thấy rằng cách đây hai ngày đó thì có người vậy chạy vậy đó, thì tôi cũng vì tôi thì đâu muốn ai bị bắt thì thôi nói dối vậy chứ không hại ai, nó bữa nay mời xuống đó hai người đó là người trọng tội thầy thả về ở trên quở nhưng thầy đừng làm nữa, tao nói thôi tôi lỡ dai tôi chấp nhận lỗi không làm nữa cái thôi thầy về đi, cái quay lại sau lưng nó đưa thầy về, cái tự nhiên cái bức tượng nguyên sau lưng ổng đó nguyên liền cái mời thầy đi, trời ơi tượng đứng đóng vậy sao đi cho thầy bước tới lại bước tự nhiên rẹt à, tự nhiên xé ra liền, rồi cái một luồng sáng mình cũng như mình đi trên đường bờ đá nha đó. Yeah. Hai bên thì tối, thì vừa đi ngang qua thì thấy cô sáu châu kéo bên, ủa tôi mới chết hai bữa đây mà sao bà ở đây, cho nên cô này cô của tôi. Ủa, cái thấy luôn rồi nè, cái bà mù, cái bà mù tội gì sao mà bắt bà ở đây, cái ông ngồi sau nên cái thời đi rằng tới định có lợi không, thì thôi nếu bà con thì thôi bà mù thôi tha dẫn bà đi chỗ khác, rồi mình tới bước thứ hai nó xé bức tượng ra đi nữa, thì nghe tiếng lên trước hai cũng như là quần áo ta mặc ngồi hai bên đó là cũng như đi đóng xe lửa mà ban đêm vậy đó. Yeah. Thầy nó sao kỳ vậy đó, rồi cái thầy đi tới nữa, tới lần nữa xé bức tượng thứ ba đó mình qua, thì ở trên có một khoảng tròn
ở trên đầu quán tròn lối chừng vòng tròn là 4 thước vuông à, em một sáng trên ở dưới tối. Cái thầy trời dậy làm sao lên, cách mình chừng 3 thước à. Dạ. Trời dậy sao lên, thầy cứ nhảy lên là lên được. Nói trời không giống nhảy, giờ gãy giò chết. Cái rồi thầy để tôi phụ. Cái rời vô tay mình, cái vừa giò vô tay mình hất nhẹ cái mình bay lên liền. Bay lên liền cái tự nhiên qua khỏi vòng đó, mình tính ngó xuống dưới thì thấy cái dưới đen thù, cho tự nhiên vòng tròn nó xếp lại liền mặt đất mình rớt ngay chỗ. Ừ. Cái giật mình cũng không hồn. Trong giấc ngủ chưa giấc ngủ. Ủa chỗ này sao giấc ngủ mà lên mình cho mình biết là lên chỗ này mà chỗ nào mà chẳng biết ở đâu không? Ngay cái trại xe lửa, cái đồn quân cảnh, cái chỗ mà cái tiệm chụp hình mới bây giờ đó. Yeah. Bây giờ bán hồi trước là hình như bán quan tài hòm, bán hòm. Thì đối diện cái cao đài ngó qua đó. Bắt đầu á. Giống như mình lên một cái chỗ đóng đúng tâm linh luôn hả? Ờ à, đúng ngay đó. Yeah. Trời ơi, té ra những trại hòm là đường xuống hầm hủ. Trời ơi. Trời ơi, nó trời ơi. Sao thầy thông minh vậy thầy? Tôi có tôi tự nhiên tôi mình niệm Phật mình tự nhiên yeah. Mình cũng nhớ hết. Cái chài hôm là hôm xuống luôn. Ồ, có mình thầy là còn nhớ, yeah. Đọc nhớ. Dạ, yeah. Như thầy nói cái chuyện mà mình xuống coi âm và từng thấy những cái người đã từng mất và từng có giống như là mình kêu chọn lựa một người sống và người đã chết và cái câu chuyện đó đã xảy ra thật luôn. Chị thật sau nửa tiếng hồ. Chính xác luôn. Và thành do đó mà thấy như vậy coi âm là có yeah. Chứ. Như thầy cho con hỏi là thầy biết cái người mà ngồi trên là cái không hình dạng của con mà người ấy quay nghi lắm. Yeah. Nói mà ổng xuống mà tháo trói mình hai tay hai chân ổng nói sao. Xong rồi thầy bị bắt trói mà hai tay hai chân là nặng lắm, tội lớn lắm. Yeah. À. Vậy thầy có thấy khuôn mặt ổng là không? Thầy thấy ổng cũng hồng hào trắng trẻo lắm. Yeah. Còn Đức Phật thầy cũng thấy nữa, Đức Phật đang dẫn kinh thầy vô tự nhiên xuyên qua núi đi vô luôn à. Tự nhiên hả, hít vô à, chứ mình đâu có biết cái gì đâu. Ờ núi bự vậy mà đi vô qua luôn. Rồi gặp đầu tiên là gặp cái người mặc đồ đen đàng hoàng. Cái này mình ngủ làm mộng hay là mình ngủ làm mộng à? Mình làm mộng cho mình thấy á, mình làm mộng rõ ràng. Yeah. Thì nói ngay ông quay lại ông hỏi thầy tới đây có mình này hay sao? Nó dạ con tới đây mình cho đi mấy với ai? Tự nhiên trong núi hít vô không biết gì đâu. Ông nói thầy hứa với tôi sao thầy quên hả? Nói đâu có hứa gì đâu. Ở dưới trần gian đây này, hình như trên trời ở đúng rồi. Cái thầy có hứa là thầy nếu về đây phải với 100 đệ tử mà bữa nay thầy đại diện mình thầy đâu về được. À. Thì trong lúc tôi trước khi mà tôi thấy ông quay ngại tôi đó thì tôi thấy rằng xung quanh này đang có hồi áo vàng rực hết đó, một có một tòa sen, một sen vọng vọng ai tôi hết hồn ở dưới đó. cái nó dạ nếu không có là thôi chứ thật sự là có mình còn là chứ ông nói một chuyện thôi. Tôi đuổi với cái trạch cái giúp mình thức dậy liền thấy mình nằm ở ngay chùa thì như vậy chứng tỏ là mình ghi mình hứa là mà con sẽ độ 100 người về theo một lửa chứ con. Mà trong lúc đó chắc cũng chắc cách đây 20 năm rồi. Theo con nghĩ là thầy là cũng một trong những vị đệ tử trên đó. Đúng rồi, con sót có tội trội về đây. Dạ. Đang làm cái chuyện gì đó mà không biết. Cái tòa sen đó dành cho à, trời đó, mình nhưng mà trời tự nhiên thầy không có ai hết. Dạ. Thì như vậy mình thấy đang chờ đợi đó. Ừ, người ta hỏi tại sao mà vô được. Thì trước khi mà tới đó thì có cái bà mặc đồ đen, thầy nghĩ là chắc vô thì cái mẫu. Ủa sao thầy vô đây được? Chỗ này đâu có vô được. Tự nhiên nó muốn hít tôi vô à. Nói vậy thì thầy đi ra đi cho không được. Thì vừa nói thì thấy Đức Phật đang giảng kinh quay là thấy vậy rồi ổng hỏi mình. Đó, trợ cảnh mình té thấy hiền ở chùa. Như vậy chứng tỏ tâm linh mình cũng hạp ở trỏi lắm, cũng hạp trong mấy là dễ gì vậy. Theo kinh nói là đây là đâu. Trừ trường hợp là những người mà hiền đức á mới dễ gặp được những cái cảnh đó. Ở với người lớn nói chuyện với mình cũng nó ngay cũng hơi ngang tàng chứ không có phải là từng trò thiền thủ đó, nhưng mà thấy gì mình cảm mến họ mến mình họ mến. Tất nhiên là cái đường tu mình chưa tới mức. Dạ. Ví dụ như luôn thầy mới đổ chắc hai mấy năm rồi à, thì kể như là thầy cũng chắc mới 70-80 thì chưa đổ đủ 100 và gặp Covid này đẩy mà để thầy cũng luôn thì đúng 74 nè thầy bị thiên xe thầy tưởng đi lần nữa. Dạ. Thì kể như gia hạn 69 là 74 rồi quốc thầy ngay thầy mới nói xui quá thầy quên mình về tất cả hai người đều xui đó. Em nó mừng quá nó thấy em giống con cháu tôi quá tôi giống thương thầy tôi xui em xui hoài đồng nghiệp em nhát 1 triệu à, nhưng mà lúc mình sửa 1.3 triệu cãi hoài mạng lớn bởi nó trên mạng lại lớn thôi con đáng cẩn thận đừng ai nó còn không thấy thầy được tôi giữa tay hai lần không thấy luôn nó khiến mình bị nạn chứ mình thắng được đậu rồi người ta nói là phước thì hưởng đúng là chết còn quả là về không lần ngày 74 là đại hạn chết
mà còn sống là mình dư. Bây giờ về nói giờ thầy sống là sống dư, ráng làm công quả tiếp. Như thầy ơi, cho câu hỏi là ví dụ như thầy đã từng cảm nhận được về cái sự cõi âm và cái nơi Phật pháp, và vì những cái thời gian mà thầy tu hành đó, thầy có muốn nhắn gửi gì tới những cái người mà ví dụ chưa biết tới Phật hoặc là cái gì đó để cho con người ta sống một cách hướng thiện hay là tốt đẹp cho đạo cho đời? Nói riêng tụi con nghe thôi, đừng nghe tiên truyền nhiều, đừng nghe đã nói là mê tín gì đó mà thật sự là chính xác. Nếu ghi được giờ để dành là tài liệu đó không? Là cách đây 2 năm trước, tự nhiên tổ nói con nay đóng cửa nghỉ đi, không có làm gì nữa hết. Cho nên trời ơi trời, tổ đây để dạy là có làm mới có ăn, tự nhiên đóng cửa chùa làm sao ha? Con mở hoài cửa sao? Con đừng có nên cãi là e tổn phước, tức là hại người đó. Quảng hộ là đầu là rằm tháng giêng qua là 20 lại đóng cửa liền. Thì nhà nước mà hỏi thầy tại sao đóng cửa sớm vậy, tôi nói được nghe hình như là nguồn tin có cái gì tai nạn lớn lắm, bệnh hay gì đây ha. Phải cái dây đó chứ. Tháng tư gây là xuống thầy quá hay ra lệnh đóng cửa mấy chùa đó cho bộ dịch luôn. Dịch đó. Tháng sáu dịch người ta chết dạy chùa thầy không ai chết. Vậy là thầy có cái điểm bờ điểm bờ trước chưa hết thầy cũng chưa tin. Rồi năm rồi nè, ông tổ nói năm tới mà con không có tiền là mệt lắm, ráng cố gắng cần nghiệm nha con. Tôi nói tiền ai không có. Tôi nói phải tổn nước trời không tiền ai không có. Rồi con sẽ thấy ráng cần nghiệm tiền bạc cẩn thận, hướng dẫn con cháu năm tới, tức là nói mình này ha, là ráng cố gắng khó khăn ráng bố thí từ bi mới có thể thoát nạn được, chứ đừng có co ra có rách, không phải của mình đâu mà ở đó mà bám víu. Đó là thành quảng hồn này coi nhiêu là bố thí hết. Đặng nghỉ chứ làm gì. Là năm 2023 đúng không? 22 nè, 21 là dịch đó, 22 nữa nè. Bây giờ bắt đầu khó khăn rồi, kinh tế đúng là năm 22 bắt đầu khó khăn rồi. Thầy tưởng đâu không có là tiền thiệt, năm nay động điện không có tiền là mệt. Nói rồi, rồi năm tới còn căng nữa, không phải tiền điều. Thầy nói luôn, năm tới đó, con nên nhớ rằng con khuyên bổn đạo cố gắng trong gia đình nó quýnh ra. Ở trong gia đình nó quýnh ra, quýnh mình, quýnh văn ra luôn. Tức là không còn tình nghĩa nữa, tức là thiếu nợ thiếu nặng nè, nó dây ra rồi cấu ghé lẫn nhau rồi không có còn tình nghĩa con người. Thành tráng người nói rằng từ bi bố thí là con người ta như mình, có thầy nói đó. Do đó thầy ông nói là con nên độ những người ác và hiền độ luôn, đợi Di Lạc rồi không có chấp nhất người ta ha. Thầy hiền hay dữ thì mình cũng cô độ hết, thầy cố gắng không thành coi người ta như mình. Thầy phải nói câu chính xác, không cãi được. Coi cha mẹ người ta là cha mẹ mình, ông bà ta ông bà mình, rồi mình là người ta là xong. Xong vậy đó chứ. Thầy cố gắng bao dung hả thầy? Cảm ơn dừng lại. Cái gì không cần biết, chứ là mình cứ ôm cái gốc hiền là tốt, phước là tốt. Còn dù đó càng làm phước thì đương nhiên là con thoát nạn. Giống như thầy làm phước là thoát nạn, chứ chết rồi. Ai mà cố? Thầy đi bủa củi ra, đào ao nuôi cá một mình thầy á. Bây giờ cái gì không đáng thì mình làm. Còn mình chỉ tay năm ngón, mình đâu phải tu. Chân cẳng rồi thầy nghỉ đi, rồi đừng làm. Đinh không, có làm như vậy mới hết bệnh. Thầy nghiệp phải trả. Nhưng mà giờ làm nó khỏe. Có bao nhiêu người đi ráo rồi. Rồi không nên thua vậy, mà phải làm một ngày rất tiếp. 24 tiếng hồ trợ Phật cho được. Chỉ có 12 tiếng mỗi ngày à. Phải làm nó tới 20 tiếng mà. 2-3 tiếng rồi, vậy làm tiếp. Cái này con sẽ cố gắng nghe những lời của thầy. Không, thầy nói thật. Chính thầy cũng vậy. Thầy khuyên. Không cần cái gì, kể xác thân mình bỏ hết, không đem đường cộng long nó thể thôi. Nhưng mà quan trọng mình đem được cái gì, tư tưởng thần trí mình nè, không ai lý được hết. Tài nghệ mình, tài năng mình, nên thật đó. Nếu mà nói về tài năng mà kể chuyện thì là số 1. Nhưng mà nói vấn đề mà luôn manh nặng gian cho thầy hằng bét. luôn manh nặng hằng bét. Ai muốn làm thì làm. Thầy cũng chấp nhận luôn. Thầy thấy nó lớn, nó lớn mã của gia tộc mình đó. Nhưng mà nó thưa thầy á. Nhưng ông Đỗ có nói vậy. Nó ruộng á. Ông Đỗ có nói vậy. Thầy mới cười thôi. Cũng thưa ông á. Ông Đỗ có nói vậy. Ông Đỗ cái gì của mình là của mình, không có thay đổi được. Kiếp này con không trả, kiếp sau cũng phải trả. Nhưng mà con phải nhớ trả. Trả cho được càng tốt, chứ không phải vay mượn ra được. Rồi mình trả cái vô lòng tự thiên mình thì tự nhiên bốn phương tám hướng hỗ trợ mình. Ví dù mình thiếu nợ 1 tỷ nhưng mà làm đàng hoàng thì chẳng 200-300 có người thôi tội nghiệp đó, ăn ăn bỏ luôn bỏ. Cái quan trọng không phải là trả cái gốc mà trả bằng cái tấm lòng, một cái đó, suy nghĩ cái làm niềm tin của mình. Người ta thấy cái người này thấy dùng thiếu nợ 10 người này anh trả cho bà có 2-3 phần à. Nhưng nó thật tài, nó hiền quá, nghèo khổ mà nó vẫn trả mình. Nó vẫn tới mình lần mà. Thì bà số 1 trả, tha thì bà số 2, mà bà tha tôi cũng tha vậy đó, cứ vậy. Thầy ơi, thầy cho con hỏi là nãy giờ là thầy cái nhắc là cái vị tổ mà hay nhắc thầy, là cái vị tổ đó như thầy nghĩ là cái vị đó là vị nào? Thầy nghĩ rằng là ông tổ mình là ông tổ Đạt Ma đó, là kế đó là ông thầy của mình là ông Đệ Ly Sa Di.
ông Đạt Ma Sư Tổ Việt Nam nè, yeah. Ông tổ tự nguyên tổ Việt Nam, yeah. Thì tại tin tưởng rằng quý mấy tổ nói rằng mấy tổ đường đi không bao giờ thật, yeah. Nhưng có tại mình chưa hiểu tới thôi, hay mình hoặc mình bị khảo nhiều quá, mình vất vả, mình sợ chết, mình sợ khổ sợ đau, yeah. Đối với mình con người học đừng có sợ khổ sợ đau, đó là bài thi của mình đó, yeah. Đó là luận án đó, mình đậu hay rớt lại đó. Ừ. Ví dụ thế gian này con xuống sinh là độ 100 người, nhưng mà biết đâu có độ 1000 người hồi nào cũng hay, yeah. Thế thầy độ 100 nhưng mà chưa đủ số đâu trở về. như con nghĩ cái vấn đề này không biết là thầy có cùng suy nghĩ con. Con thấy là mỗi người xuống đây đều có một bổn phận, phận đúng trách rồi. Nhiệm, yeah. Cộng hoặc trừ, yeah. Cả hoặc dài hết. Đương nhiên rồi. Còn nói rồi lấy gì con nói nữa. Con định nói giờ những cái gì á. Là giống như là mỗi người là phải có một xuống đây là một cái một trách nhiệm và có một cái công việc hẳn hoi đâu ra đó, kể cả xấu hay tốt. Đúng đúng. Và cái điều cuộc đời này nó là một cái trường học, gọi là trường học khá là rộng lớn luôn. Nôm na, yeah. Gọi là một công thức không cãi được. Dạ. Yeah. Bất thành văn, thầy xác nhận bằng chứng làm theo. Các đạo khác thì nó vẽ cái vòng tròn, cái nửa trắng nửa đen hình chữ, yeah. Biết sao? Tức như mỗi người 50 mình năm tốt và 50 mình năm xấu. Do mình xài hết cái tốt thì mình tới cái xấu, yeah. Nếu cái tốt mà không làm tốt thì cái xấu mình lãnh cái quả nặng, yeah. Rồi nếu cái tốt mà làm tốt quá thì cái quả xấu đen không ăn thùi, yeah. Tự nhiên nó xóa luôn, nó thành trắng luôn, yeah. Hay chứ, ừ. Cho thấy ý gì đó cũng hay. Ừ, cái đó đương nhiên rồi, định được tự nhiên, khỏi có cảnh gian, khỏi ghi được, yeah. Chẳng hạn như mình thông minh, là dụ như lời trước mình cũng có sẵn cái gen rồi, thành có nước chân. Chứ có ai mà tự nhiên mà thông minh không có, mọi người cả ngu cũng vậy, tính đức Phật cũng xác nhận mà, yeah. Ngu cũng do tiền nghiệp quá khứ qua định hiện tại, được đứng hiện tại mới định ra tương lai, yeah. Mình chấp nhận tại tương lai đi, còn cái gì quá khứ không quan trọng, tự tương lai này mình coi là chưa thấy, chưa thấy thầy nào mà bình dân như thầy này, nó thiệt luôn á, rất là bình dân đó, đi làm củi đó rất là đơn, không cần nôm na nghĩa là mình thấy này. Là cái cuộc sống mình mà làm cho rằng mọi người hòa hợp làm được thì mình làm được. Mày làm được là việc gì tốt. Vậy thấy con thấy thầy của mình thấy chẳng hạn như nhiều khi nói kinh này tốt, kinh kia xấu, người này trúng, người này tốt, không có tốt xấu. Đấy. Do đó là mình chưa tới lúc mình làm tốt, chưa tới lúc mình có chuyên nghiệp, chưa tới lúc mình thuần hành được. Dạ. Ai cũng có trật, ai cũng có sai, nhưng mình tự tự mình sửa là tu là ăn đường rồi gì, tu là sửa chứ có gì đâu. Dạ. Hãy trật sửa lỗi. Dạ. Đó, vậy thôi, có gì đâu.